Dạ, xin được kính chào quý ông bà, cô bác, cô chú, anh chị, các bạn cùng quay trở lại với kênh YouTube của em Lang Thang Nhân Gian. Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay em với một cái trang phục rất là lạ mắt đúng không ạ? Dạ, hiện tại thì trong video này, lúc này là 7 giờ tối thưa quý vị. Và em đang ở trên thành Diên Khánh và đang có mặt tại nhà của bà Sáu bán nem. Nhà của bà Sáu bán nem nướng trước rạp Tân Tân năm nào. Và hôm nay em trở lại, thứ nhất là để thăm bà Sáu, thứ hai là mang một tin vui đến với bà Sáu. Tại vì vừa rồi khi em lên clip hỏi thăm sức khỏe bà Sáu thì rất nhiều những quý vị, những cô chú anh chị đã được thấy lại bà Sáu và biết tình trạng sức khỏe của bà, thì quý vị cũng đã gửi lời hỏi thăm rồi nêu lại những cái kỷ niệm năm xưa. Và hôm nay em có mặt ở đây để truyền tải những lời hỏi thăm đấy đến với bà Sáu và mang một tin vui là có một gia đình là tiệm kem Fuji ngày xưa, chỗ bà Sáu ngồi trước để mà bán nem. Thưa quý vị, thì những cô con gái của ngôi nhà đó là coi bà Sáu là dì Sáu, mặc dù là không phải là họ hàng thân thích nhưng mà họ coi dì Sáu giống như là người mẹ ruột của mình, rất là thương dì Sáu. Và em có nhớ một chi tiết nữa là lúc trước em có đến đây ghi hình á, thì bà Sáu có nói một cái kỷ niệm, một cái hoài niệm, đó là năm đó có những ông tây quay phim bà Sáu, và em cũng dựa theo đó em thực hiện một cái trang phục như thế này. Em đến đây xin quay phim bà Sáu để mà gợi nhớ lại cho bà Sáu một cái hoài niệm năm xưa. Dạ, bây giờ em sẽ tiến vào trong gặp bà Sáu ạ. Dạ, em chào anh. Đây là anh Ti Anh thưa quý vị. Anh Ti Anh là anh con trai của bà Sáu. Ở đây thì ảnh ở chung với bà Sáu á, ảnh sẽ chăm sóc bà Sáu từ đó đến giờ anh ha. Dạ. Dạ. Nói chuyện cho vui. Dạ, chị. Nói chuyện chút đây. Dạ. 7 giờ đúng rồi. Con chào bà Sáu. Bà Sáu nhớ con không? Dạ. Bà Sáu nhớ con không? Dạ. Dạ, đây con kẹp này vô cho bà Sáu ha. Con để đây. Dạ. Không, dạ con để đây bà Sáu. Dạ. Bà Sáu này sức khỏe sao rồi? À, cũng còn mệt quá. À, nay mệt lạ nữa. Dạ. Dạ. Sổ mũi cảm ho. Dạ. Rồi chân cẳng bà Sáu nay sao rồi? Ừ. Ổn chưa? Có đỡ hơn chút nào chưa? Dạ. À, bà Sáu hôm nay có nhận ra con không? Dạ thầy chứ. Con ngồi đây được không? Được, ngồi. Dạ. Chuyện gì đâu? Bà Sáu có nhận ra con không? Nhận được thấy rồi. Hồi bữa con tới đây thăm bà Sáu đúng không? Rồi. Bà Sáu hôm nay thấy con mặc đồ lạ không? À. Bà Sáu có nhớ cái chi tiết mà bà Sáu kể là năm xưa có mấy ông Mỹ quay phim bà Sáu không? À. Thì hôm nay có thấy giống con là người Mỹ chưa? Đúng. Dạ ha, nhớ lại hồi xưa ha. À. Là giống như là coi như là hôm nay đi. Hôm nay con là giống như là đại diện cho một người Tây xin quay phim bà Sáu, đang là ghi hình luôn á. Dạ. Bà Sáu có nhớ cái cô mà bà Sáu kể là cái cô đẹp nhất Nha Trang không? Đâu, ai? Của tiệm kem Fuji đó. À, cô Dung. Cô Nhung ha. À. Dạ, hôm nay thì ngoài cô Nhung ra thì còn những cô em gái của cô nữa. À. Là cô My, cô Mơ. À, My Mơ. Rồi có những người em trai của cô nữa. À. Và những người đã từng ăn nem của bà Sáu, đã từng coi cine tại rạp Tân Tân. Nói chung là họ biết bà Sáu, nhớ bà Sáu và chuyển lời thăm hỏi đến với bà Sáu. Dạ, thì hôm nay con gửi lời thăm hỏi của tất cả mọi người đến với bà Sáu ha. À. Chúc bà Sáu mau chóng khỏe mạnh. À. Để ăn Tết cho nó ngon ha. À. Dạ. Thì hôm nay thì con cũng có mang thêm một cái tin vui đến với bà Sáu, đó là mấy cái cô mà ở tiệm kem Fuji á, là họ rất là thương bà Sáu. Họ coi bà Sáu giống như là mẹ của mình vậy đó. Thì hôm nay thì mấy cô đó là có mừng tuổi bà Sáu. Con xin phép chuyển đến bà Sáu ha. Dạ đây. Dạ.
Cái này là của gia đình của cô Nhung á, cô tiệm kem Fuji á. Dạ. Đầu tiên là con gửi bà Sáu trước một cái. Rồi, bà Sáu mở ra giúp con luôn. Bà Sáu mở ra giúp con nghe. Đây, đây con mở ra. Đây, đây, đây. Không mở được. Đây, đây rồi á, bà Sáu mở ra giúp con. Đâu. Đâu. Đây, 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 bà Sáu. Thấy đây, nó bị rồi. Tê á. Rồi, bà Sáu rút ra giúp con nha. À. Bà Sáu mở ra giúp con. Rút được nữa chưa? Dạ, đây, bà Sáu, mời bà Sáu. Dạ. Dạ, dạ. Ổn không, bà Sáu, ổn không? À. Bà Sáu. À. Bà Sáu bớt xúc động nghe. Dạ. Dạ. Cái này là của một cô. À. Dạ, rồi bà Sáu cầm giúp con. Rồi cái này nữa. Bà Sáu rút ra giúp con nghe. Đó. Bà Sáu viết mấy tờ không? Dạ. Hai tờ lận đó, đây hai tờ lận. Hai tờ. À. Dạ đây hai tờ lận. Là tổng cộng bà Sáu có ba tờ. À. Dạ, bà Sáu biết tiền đây không? Đô. Dạ, đô la Mỹ ha. À. Thì cái này là của gia đình của Nhung á. À, gửi đến chúc bà Sáu dồi dào sức khỏe nha, nhớ là mạnh khỏe để ăn Tết cho thiệt là ngon. À. Dạ. Cảm ơn cậu. Con chỉ là kết nối thôi, con kết nối yêu thương thôi. Con chuyển lời hỏi thăm và chuyển quà từ các cô đến với bà Sáu á. Dạ. Dạ anh à. Anh Tây ơi. Thôi, bà Sáu bớt ho nghe. Coi cái này à. Cái gì? Coi giùm mấy. Coi gì chào đưa cho mấy. Dạ. Con chị. Anh cũng có quà. Chào cháu đó, quà gì? Dạ. Có chị ơi. Quà chào nè, mấy cắt vô đi chứ tự nhiên. Em cũng thay mặt mấy cô tiệm kem Fuji á. Thì cũng có quà gửi đến anh. Dạ. Anh ngồi ở đây, anh nhận quà rồi anh mở ra giúp em luôn. Chào quân. Dạ. Để sướng như vậy. Dạ, là mời anh. Dạ. Cũng cảm ơn mọi người. Cho phép em đeo này vô giúp anh ha. Dạ. Dạ rồi. Rồi anh mở quà ra giúp em anh. Dạ. Trời ơi. Sướng như vậy. Mấy cô cũng chuyển lời thăm hỏi đến anh. Rồi cũng coi như là công việc của anh thì trước giờ cũng đã chăm bà Sáu rồi. Thì mấy cô cũng có gửi gắm anh là thay phần của mấy cô chăm sóc bà Sáu luôn. Đây, phần quà của em nè. Dạ. Trời, sướng quá, được lên YouTube nữa chưa? Kiểu này nổi tiếng nữa. Dạ. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều ạ. Ở thay mặt má cũng cảm ơn cô chú, anh chị em. Mọi người đã quan tâm về gửi quà cho má em cũng cảm ơn nhiều về cho em nữa. Dạ. Em cũng vui lắm. Dạ, không có gì đâu anh. Dạ. Rồi, rồi, rồi. Mấy nay bà Sáu ổn không anh? Thấy bà Sáu còn ho ha? Sao mà mới bệnh lại. Mới bệnh lại. Mới bệnh hai ngày nay lại. Là thời trái gió trái trời đúng không? Bữa giờ nó cứ nắng xong nó mưa nè. Dạ. Mà hôm nay trời lạnh nữa nha Trang, bắt đầu lạnh rồi. Rồi. Nè. Sướng không? Cái bốn cái phần quà này cũng như là anh thay mặt má, anh giữ cho má. Dạ. Phần của anh cũng để cho má luôn. Rồi để mua sữa, yến đồ với lại thuốc men đồ cho má. Dạ, dạ. Chứ giờ cho anh thì anh cũng cảm ơn, nhưng mà anh để cho má luôn. Dạ. Anh không dạ. có giữ làm gì. Dạ. Thì cũng cảm ơn em, và nhờ em mà mới mẹ mới được gặp mọi người nhớ mẹ với lại. Không, em cũng không có công lao gì đâu. Em cũng biết đến bà Sáu, rồi em cũng nhớ bà Sáu, rồi ghi hình đây thì để quý vị bà con cùng coi luôn. Chứ dạ, em cũng không có công lao gì đâu. Dạ. À, thì cũng nhờ em ấy làm YouTube mới mẹ mới gặp được mọi người lại, chứ ở nhiều người ở xe đâu có gặp được đâu. Dạ, khó gặp dạ. lắm.
nhiều cái kỷ niệm nữa, có nhiều kỷ niệm hồi xưa thấy nó không gì chứ mà gì về cái tự nhiên là nó thấy nó vui vẻ, nó quan trọng lắm chứ. Kiếm ký ức lại đâu có dạ, được. Dạ sao bà Sáu? Hả? Sao bà Sáu muốn nói gì? Là đi chở bằng xe gì vậy? À con đi xe máy. À. Đi xe dạ. Máy trời mưa mưa thấy chạy lên nó ủa. Lợi nó lên nè. Chứ nếu mà giờ có xe lam mà con cũng ráng đi xe lam á. Làm chiếc Lamoro như làm để hết, chạy vòng vòng. Làm hết rồi. Giống Trường Giang ha. Giờ tự đã xua. Điều phải xe đó nó giờ nó khổ quá. Ở đây đêm rồi ngay chợ ông để sáng đây. Dạ thì con cũng nôn nóng á, con nhận được từ hồi trưa rồi mà con cũng mắc làm á. Đi làm rồi 6 giờ tối con mới ra ca, tranh thủ về nhà ăn cơm ăn nước xong rồi chạy qua bà Sáu liền luôn chưa? Dạ có chuyện lẻ không làm gì lì xì anh biết thôi được rồi. Trời. Cảm ơn bà Sáu, được rồi con biết tấm lòng bà Sáu vậy là con vui rồi, không sao đâu. Dạ cảm ơn con nha, không có gì đâu, khi khác gặp lại. Dạ bà Sáu còn nhớ cái kỷ niệm nào năm xưa nữa không, về cái cô Nhung mà cô đẹp nhất Nha Trang á, bà Sáu có thể kể ra thêm không? Làm sao tức là bà Sáu có nhớ thêm về những cái kỷ niệm nào của cô Nhung không, tại vì cô Nhung có kể với con là năm 66 á. Nói chuyện với dạ, mẹ. Dạ tại vì năm 66 á là cô Nhung là lấy chồng rồi cô Nhung về Sài Gòn đó, vậy đó cho nên là có thể là từ đó đến giờ sau là ít gặp bà Sáu lại. À bữa bà Sáu có kể với con là cô Nhung là đi đến đâu á là quay phim là người ta chạy theo quay phim rồi á. À đúng không? À cô Nhung cũng có kể lại là cái năm đó là không phải là mấy ông người Tây người Mỹ gì đâu, cái đó là mấy ông ở Ti Thông Tin ở trong Sài Gòn á, họ ra đây họ quay cái thắng cảnh đẹp ở Nha Trang, thì năm đó là họ chọn ba cô gái là đẹp ở Nha Trang, thì trong đó là cô Nhung là một và hai cô gái ở trường nữ trung học, thì nhưng mà sau đó thì chỉ còn lại một mình cô Nhung thôi, rồi và những chàng lính ở bên trường hải quân không quân rồi đó, thì để mà cùng đi làm diễn viên để quay thắng cảnh đẹp đó. Dạ thì bà Sáu có thể kể lại cái năm đó mà người ta quay phim bà Sáu không? Giờ quên rồi. Quên rồi hả? À, lâu quá. Dạ vậy là hồi bữa bà Sáu nhớ mà nay bà Sáu quên rồi. Lâu quá. Dạ bà Sáu chờ con tí xíu nha, để con xích cái máy gần lại. Lại. Dạ. Bà Sáu còn nhớ thêm kỷ niệm nào nữa không? Lâu quá là cũng quên. Lâu quá quên. Dạ không sao. Dạ. Bà Sáu ráng nằm nghỉ ngơi nha. Rồi. Giữ sức khỏe nha. Rồi. Tết sắp đến rồi. Ráng mạnh khỏe ăn Tết cho nó ngon. Rồi. Cảm ơn rồi. Dạ. Không sao đâu. Rồi. Bây giờ mà nãy con cũng làm phiền bà Sáu. Con lên đây thì bà Sáu chuẩn bị đi ngủ rồi. À. Giờ bà Sáu buồn ngủ lại chưa? Được chưa? Tự gì ai ra nói chuyện thì nói mà ngủ cái gì đâu. À dạ. Tại vì bữa nay nó bị cảm cúm nè. Dạ. Quá trời quá đất rồi. Dạ. Vậy là mình ngủ để điều độ cũng được ha. À. Chứ không có bị khó ngủ. À. Dạ dạ. Bà Sáu ăn cơm nước rồi gì xong hết rồi chứ hả? À. Dạ. Ăn cũng bình thường, không có ăn nhiều chút xíu à. Dạ. Bà Sáu có hay coi tivi đồ không? Không. Ít coi em. Ít coi không ha. À. Bữa gặp lần cái chị mừng cái thấy chị chị nói ồ vậy dạ nói lâu quá với gặp được gì à nay đã 75 tuổi rồi hả không dạ mà mau ghê à. Thôi
số điện thoại thì cũng đã có rồi ha. Cũng có thể gặp mặt cô Nhung nói chuyện. Rồi thôi bây giờ con không làm phiền bà Sáu nữa nghe. Để bà Sáu nằm nghỉ ngơi ngủ. Ơi, cảm ơn cậu. Dạ không có gì đâu, thôi con về á. Cảm ơn. Dạ. Ở 90 giờ là ông đi chợ. Dạ không, mới có 7 giờ mấy à, gần 8 giờ thôi. Mới 7 giờ mấy giờ hả? Dạ. Tại trời mưa nè. Dạ. Ráng nha, ráng giữ sức khỏe nha. Cảm ơn cậu. Dạ Tết con ghé nữa. Dạ. Tết ghé cả ghé trời. Dạ. Tết ghé bà Sáu có lì xì cho con thì con nhận. Dạ, bây giờ dạ, con không nhận dạ, đâu. Bây giờ con không nhận đâu á. Dạ. Dạ, dạ. Không nhận. Tết dạ. Mới nhận. Dạ. Rồi cảm ơn cậu nhiều. Dạ không có gì. Dạ. Bà Sáu nằm nghỉ ngơi nghe. Dạ, cảm ơn. Dạ dạ con về. Dạ. Dạ dạ được anh. Dạ. Dạ. Con về nghe. Chào bà Sáu. Cảm ơn. Dạ. Chị nào đi sớm sớm nè. Dạ dạ. Dạ. Chào bà. Dạ vừa rồi là em cũng đã có trò chuyện với bà Sáu. Thì bà Sáu rất là vui, rất là cảm động trước những cái tình cảm của quý vị dành đến bà Sáu và gia đình. Dạ hôm nay thì thời tiết ở Diên Khánh cũng mưa, ở Nha Trang cũng mưa luôn thưa quý vị. Và hiện tại thì cái cung đường, cái con đường Lý Tự Trọng này nè, buổi tối lên đèn cũng rất là đẹp. Chỗ cái khu vực cổng thành cửa đông lên đèn rất là đẹp luôn thưa quý vị. Dạ và đến đây em cũng xin kết thúc video này. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi, đã luôn cho em những lượt like, những lượt đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn gia đình cô Nhung, gia đình cái tiệm kem Fury đã gửi những món quà yêu thương đến bà Sáu. Xin cảm ơn rất là nhiều. Và xin cảm ơn tất cả quý vị đã gửi lời thăm hỏi đến bà Sáu. Em cũng rất vui khi được làm một cái cầu nối gửi những cái tình cảm yêu thương của quý vị đến với bà Sáu và gia đình. Dạ, đến đây em xin kết thúc video ạ. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt, trân trọng.